Mến chào tất cả anh chị. Hôm nay, em Loan gửi đến quý anh chị những trận đấu hay tuyệt hay có tựa đề Chấn động, Ngô Lan Hương dùng tốt, hạ sát Vương Thiên Nhất. Trong ván cờ, Vương Thiên Nhất cầm quần đỏ đi trước, Ngô Lan Hương cầm quân đen đi sau. Anh chị mến yêu em Loan, vui lòng bỏ ra vài giây tặng em Loan một like, một đăng ký kênh để em kiếm chút rau và sợi bún nha. Nào, mời anh chị cùng xem. chơi đến đây vương thiên nhất không thể đỡ nổi vì vậy vương thiên nhất đã buông cờ chịu thua em loan mến mời anh chị cùng thưởng thức trận cờ tiếp theo nha chơi đến đây đường đan không thể đỡ nổi vì vậy đường đan đã buông cờ chịu thua em loan mến mời anh chị cùng thưởng thức trận cờ tiếp theo nha chơi đến đây tàu nham lỗi không thể đỡ nổi vì vậy tàu nham lỗi đã buông cờ chịu thua em loan mến mời anh chị cùng thưởng thức trận cờ tiếp theo nha Chơi đến đây, Tả Văn Tĩnh không thể đỡ nổi, vì vậy Tả Văn Tĩnh đã buông cờ chịu thua. Video này của em Loan đến đây là hết rồi. Anh chị ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký giúp em Loan nha. Em Loan cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị mỗi ngày. I love you chụt chụt. Bye bye.